Bí ngô, bà con ta biết hết, bí bí ngô ngô rồi phải không bà con? Bí ngô nó rất tốt khi ta ăn bí ngô. Nhưng mà riêng có một số người vui lòng đừng ăn bí ngô để nó tốt cho sức khỏe của mình và nó tốt cho căn bệnh của mình. Chứ nếu ta ăn vào, số người này, căn bệnh này ăn vào thì bệnh lâu lành, lâu bớt, lâu khỏi và nó xấu đi cho sức khỏe vô cùng bà con à. Đó là những người đang mắc bệnh đau dạ dày, đang mắc bệnh đau dạ dày nha bà con. Rồi với những người là dạ dày, tiêu chảy, táo bón, bụng yếu, rối loạn tiêu hóa, đầy hơi, đó, đầy bụng là vui lòng đừng ăn bí ngô. Ta đừng ăn bí ngô để cho nó tốt cho sức khỏe của mình và nó tốt cho căn bệnh của mình bà con nha. Ăn vào thì bệnh lâu lành, lâu bớt, lâu khỏi không tốt gì. Đó là những người đang mắc bệnh đau dạ dày, tiêu chảy, táo bón, bụng yếu, rối loạn tiêu hóa, đầy bụng, đầy hơi là vui lòng đừng ăn bí ngô để cho nó tốt cho sức khỏe và căn bệnh của mình. Còn ngoài ra là nó tốt cho sức khỏe của người ăn. Bí ngô là người tốt cho tiểu đường, huyết áp cao, hỗ trợ tiêu hóa, cải thiện sức khỏe đường ruột, hạ huyết áp. Tốt quá, tốt quá. Tăng cường miễn dịch, cảm lạnh, cảm cúm, nguy cơ ung thư, viêm mãn tính, ung thư vú, ung thư tuyến tiền liệt. Tốt cho mắt, nó làm tốt cho sự việc giảm cân. Wow, tim mạch, wow, da, tóc, móng. Ta nấu như các loại ta nấu canh khác, ta nấu thường ngày như là ta đang nấu canh các loại thường ngày ta hay ăn. Nhưng mà một tuần ăn không quá 3 lần. Một tuần ăn không quá 3 lần. Bà con ơi, chúc bà con ta vui, trẻ khỏe, đẹp khi ăn bí ngô, ngô ngô, bí bí.